we sail a little bit high. Số từ đây mấy người ra mấy người ra, số số kiên quyết mang niềm vui đến một nhà, số số kiên quyết mang niềm vui trong cuộc sống bao, số số kiên quyết mang niềm vui đến mọi người, mau mau yêu thương cùng nhau số số vui, may mắn thật nhiều niềm vui càng thêm vui, mấy gì vui 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 mấy gì vui. Ra mới một con mấy chị già 56, 56 chị Quyền ơi ghé yeah, kìa yeah. 56, 56 mấy chị già mấy chị già còn phải chị già anh Nguyễn Trung, anh Nguyễn Trung, anh Nguyễn Trung ơi sao em, anh có thể nói cho khán giả biết tại sao mình bị đớp không? Anh bị đớp đúng không? Trước khi trả lời câu hỏi của em trả lời câu hỏi của anh được không? Được. Em có thể nói cho khán giả nghe gì sao em bị hôi nách không? Trả lời giùm anh nha. Tao nghe mà tao tức á. Anh nghe anh cũng tức á. Rồi đây. Mấy gì ra, mấy gì ra, còn còn gì ra, còn gì ra. Mấy gì ra, chàng về, chàng về, chàng nhớ em chăng. Em về, em nhớ. Hàm răng hở lội chàng cười. Con 20, con 20. Còn 20 nữa, còn 20 số. Gì đây, có mấy gì ra, mấy gì đây. Có năm gì đây, năm gì ra. Năm gì đây chúc bạn thương hay báo em bằng phước cày nhà. Có được người như nồi sinh ra đấng hào hoa. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy tài lòng. Sao vậy? Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Tình mấy bước ngọt ngào, tình mấy bước là thường thế nhìn hào hoa mới là người yêu đào hoa. 53 mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, số chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Chúc anh đài quê ở Mỏ Cày, còn Hương Sơn Bá quê ở Giá Rai. Con số 2, 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 số chị ra, số chị ra, hai chị ra, cái hai chị ra. Hương Sơn Bá quê ở Mỏ Cày, còn Hương Thanh Vàng quê ở Mà Ô Môn. 24 mấy gì ra, mấy gì đây, gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy đúng tâm nhưng mà sai bài. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, ơi mau về đây, về đây ghé lại xong rồi đi. Người ơi hãy ghé. Tôi chàng hát sai rồi. Đúng không, đúng không, đúng không. Người ơi mau về đây. Còn 27 cho lại anh mệt. 27 có mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra mày. Bê đê tao cũng bê đê nhưng tao đâu có lỗ bằng mày. 57 cái 57 số gì đây, cái số gì đây, số gì ra. Số gì đây, chiếc xe mini chạy hai mà hứa trước. Quang cứ ngồi trước em đây mà ngồi sau. Hai đứa chở nhau đi về mà thốt nốt. 21, 21 cái 21. 21, 21, 21, 21 thì 21 là con mấy. Số gì đây, bây giờ cháu tính vườn cháu. Cao chỗ quài cao, mà mẹ cha không ngó con. Tí chỗ năm bông, mà mẹ cha chưa muốn thấy bông nào. Chứ bông bí em cầu.
vậy? Con 14 kinh phong kinh được dọ số tiếp số gì đây? Con bé gì ta mây gì đây? Con ba gì đây? Ba gì ta? Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa. Nghĩ non sao gió lòng tư về tìm tôi cho phương Nam phiêu mà chờ lẫn lời. Đã trải qua thăng trầm giông tố, qua bao cuộc bể dâu, mấy nhân cho đời bài tình ca đất phương Nam. Ra đây, dân ra đây, hết hồn. Dân dưới vàng ra đây, ra đây. Con dân, mày bước ra đây. Mày cầm chiếc dép lên, chiếc dép bên tay trái. Trả lời đi em. Rồi mày tự nói đi, sao? Đứa tự. Đó, mày biết dép này mua bao nhiêu tiền chưa? Tiền mua bên Thái Lan. Mà mày biết bao nhiêu tiền không? Không nhớ. 5.000 bạc. 5.000 bạc là nhiều. Mày tính đi, 35 triệu đó. Mà không có cái nước này hồng vậy má. Sao quy định là vậy luôn? 5.000 bạc tháng. Mày biết nó nghe là nè. Sao? Cho dai với lẫn. Không, không có lẫn. Đây nè, chuyện này là chuyện đó. Chị tính sao hay dữ vậy? Đây, chị tính cho em nghe nè. Tiền của chị là tiền sinh tiền tử. Ờ. Đó, lãi mẹ nó đẻ lãi con. Ờ. Đúng không? Lãi trong bụng đâu mà đẻ dữ gì. Ờ, đó. Vậy sao? Quý vị, đây là liên khúc đi chiều nào vậy? Chị nói cho em nghe, một ngày nữa mà em không trả cho chị tới bùng nha. Em không cần nói gì hết, điện thoại đưa ra hết. Nếu mà em không có đưa điện thoại, chị cầm không chị đi về. Bữa sau có tiền em là chị, bữa nào cũng nghe tới cái này quý vị. Em nói không nha, bữa nào con thâu băng rồi em bớt. Chị nghe vậy là thiếu đó, cái bữa em nghe. Mấy cái chân mày với tao bữa đầu lấy cái lỗ tai mày đó. Bà nói vậy đó. Trời ơi, em chị ác lắm con người chị. Mà để điện thoại là tam thế chí quý vị nha. Nhạc trời là kinh gì, lại Phật Quan Âm hả mà chú đại bi trời ơi gì đó. Còn avatar là hình bông sen đó quý vị. Đó, đòi nợ ông nội tới đâu ông nội. Trời ơi tôi hiền quá mà, tiền tôi để trong tủ. À, trong tủ. Trong gì? Trong tủ, trong túi. Tôi đâu có nói, ừ em ơi em mượn giùm chị đi, chị ăn lời đâu. À. Tự vô, tự bẻ này, bẻ ống vô hỏi chị ơi cứu em. À. Đó, rồi sao? Nói, không, chị không có cho mượn. À. Cái đầu cũng phải năn nỉ, là lăn bò lò bò lết vô năn nỉ. Sao chị cho dài? Ở đâu có mượn, dài mà. Ừ, đó cuối cùng cho dài. Thì bây giờ tại vì nó năn nỉ quá mình phải cho. Ừ. Nhưng mà lúc mà nó cho lại đâu có bao nhiêu đâu, 130. Đã dễ hiểu. Hồi chiều tôi nghe mẹ kia nói nợ chị. Trời ơi, đi tôi đưa hết em đi mà. À, cái gì à, em nợ chị 1 triệu, nhưng mà tiền lãi được 900 rồi. Trời đất ơi, trời ơi, nó ác cho em đó. Em cho mượn có 1 triệu mà một ngày 5.000, nó có 50.000 tiền lời mà nó nói ác cho em chị đó trời. Đó, em cho mượn 1 triệu mà một ngày 50.000 tiền lời. Ác quá luôn. Ác quá ác. Ta nói ha, ác lai thì ác báo. Chưa có số. Ủa. Ha, cái thứ của bà ta nói ăn ở ác nước ha. Ê, nghe, anh Thảo ơi, quên nữa. Anh nói thương khoan. Ủa, nãy giờ nó làm đứt ra dép của chị đó, chị chưa tính tiền. Không, chị ơi, nãy giờ là chị ăn tiền lời của ta đủ rồi, chị ơi. Ha, cho nó dép có 35 triệu chứ mấy đâu. Chị mà cứ đòi nó dép hoài, chị thứ dòng chị ác mà ác. Ác xấu trời những cái mặt kinh xấu đau xấu đớn xấu tới ớt xấu từ nhất lai hùng ba trời xấu má chơi quỷ hợp xấu má hú nhanh kia tôi phải má bà mà tôi còn hú rồi đó. Trời ơi ngang ngược vậy mà cũng nói được hay không, cái này mong binh được luôn chị nhà. Chị ngang ngược quá à, tự nhiên không phải má bà chị hú à. Ủa chị đã cứu mày đó. Mà nó đúng đó. Có cái người chị á, ta nói ha. Có người chị cái thứ của chị á, ta nói ha. Cái thứ có tiền có của á. Cái thứ của chị ta nói ha, răng long đầu quạt đó. Cái thứ ăn lên lạp ra. Cái thứ ha, cái thứ mà ta nói ha, suốt đời trong dung lụa. Chửi vậy đó. Chửi nữa đi em, chửi nữa. Trời, thích bé thứ của chị ha, ta nói ha. Để giùm. Tế tướng trăm năm hạnh phúc. Tế tướng vàng từ dưới. Con người chị á, ta nói cái thứ vàng từ dưới á. Rồi chị bỏ đó, ra vụ chị chửi câu này hay đưa đi chị không tính thì lại dép. Lẹ lẹ. Chị câu này hay cái thứ ha, cái thứ mà uống nước chứa nguồn. Trời ơi, dễ thương. Cái thứ mà ăn gạo, ăn quả chứ kẻ trồng cây là gì đó. Dễ thương. Ê, nó nghe là lấy cái vỏ cho nó chịu coi lẹ ra đây. Lấy cái gì, để nó dễ thương. Cho chịu nha. Chửi mà bao vui dữ vậy chị. Chửi lẹ cho chịu liền. Thôi. Lẹ. Vậy hả? Để chửi tiếp nha ha. Ờ, chửi tiếp được. Khúc đạn. Mày. Ôi trời, sao nè
chị thích nó, bây giờ chửi cho kỳ vậy? Bây giờ là 35 triệu, bây giờ tính tiền lời nha. Ôi, tự nhiên chị Kim chửi mà. Mày chửi cho đàng hoàng đi. Thì đó, nãy giờ em cũng chửi. Bây giờ chửi cho đàng hoàng, chửi mà nghe nghe lọt của ta là cho thêm tiền. Ừ, cái thứ chị là lục dục tinh đời. Lục dục tinh đời là gì? Em xin lỗi, cái đó gọi là tóc tinh lục dục. Cái gì á mà nó nghe nay lắm. Em coi phim Tàu riết cho em sẽ tóc nhiễm á. Cho cái thứ cái chị ha, ta nói ha. Ta nói là không, ta nói là cái thập diện mai phục đó là chị đó. Cái thứ gì thập diện mai phục đó là tao. Thôi chị nói chung em xin lỗi chị đi cho luôn, giờ bỏ qua đi ha. Không, chửi câu nào hay chị bỏ qua nè. Thì nói đi, giờ chửi chị đi. Câu hay nè. Hay nữa thôi. Một câu. Cái thứ ha. Sao? Thứ là được thúi. Được thúi là bà. Đúng không? Cái này là trúng thiệt rồi. Phải chạy đi luôn. Do à, thúi thiệt. Mày gì ra hết. Mấy chị đa đó bà đúng không? Có bà đã kêu cười người hôm trước hôm sau mà người cười. Còn 40 cái nhà em dột, cái cột em siêu, mua gạch thêm nhiều nữa sao mà cây còn. Con 11 số còn nguyên có 11 là tâm dê em thờ hơi xích mưa xin dừng chân. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng mình sẽ ra thứ nhất một người tiếp theo. Xin chúc mừng cho chủ nhân may mắn. Đây đưa bé cho chị nha. Rồi 11 giờ trôi qua có 1. 21 có 2. 40 có 3. 53 686. Trời Phật ơi, chữ mình hay quá hay. Rồi 11, 21, 40 và 53, 6, 8, 5 hợp lệ. Xin chúc mừng cho hai chủ nhân. Còn ai may mắn đoạt giải thì tham gia thật lệ để sân khấu nhận thưởng cho em quý vị nha. Và nếu không thì chúng em sẽ trao quà và mọi thắc mắc về sao em không giải quyết quý vị nha. Và ngay bây giờ vòng lợi tiếp theo đang ra bước phục vụ cho tất cả quý vị. Chúng em bắt đầu sửa nhanh sửa lẹ cho quý vị không chờ đợi lâu mà không còn lâu thể. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cuối tuần, đặc biệt là chiều nay có mưa lắc rắc nhưng mà quý vị vẫn đến thật là đông đủ. Đoàn Lưu Sài Gòn Tân Thời xin cảm ơn tất cả quý vị. Như quý vị đã thấy thì lực lượng diễn viên hồi nãy giờ còn chúng đó hả chị, lên đây chưa chết ca đi chậm quá hồi nãy không la lên ở dưới em vừa lại cho nó cô lên con lấy đi cho chưa nha. Kính thưa quý vị, xin cái bịch hả, xin cái bịch cụt. Kính thưa quý vị, vì lý do thời tiết và một số trục trặc thì không có đông đủ thành viên giống như là quý vị đã thấy. Thứ nhất là giống như là chị Thanh với Quả hôm nay là có đi làm cho Unicham và Gianna Unicham. Cái lễ hội đó tụi em ký tới tháng 11 lần thì mỗi tuần thì phải chiết ca nhân sự để đi. Tiếp theo nữa là Nhã Vi thì đang du lịch nước ngoài, còn Mai Thiên Tai và Bảo thì có dự án riêng đang theo đuổi. Chị Dạ Thảo thì bị cảm chút xíu nên ở nhà, cho nên rất mong quý vị cũng thông cảm. Riêng anh Hùng Cường là bị sốt cả tuần nay rồi, và những nguyên nhân này tụi em đều không có ý cả. Cho nên rất mong là trong thời gian sắp tới, đặc biệt là những cái dịp giống như Vu Lan hay là Trung Thu thì chúng em sẽ đầy đủ hơn, những người bạn đầy đủ hơn trên sân khấu để phục vụ bà con cô bác. Đặc biệt lễ Vu Lan thì em có quà tặng riêng cho các mẹ đã thường ủng hộ cho tụi con, và đặc biệt là các mẹ nữ giới đó, thì ngày hôm đó thì chúng con sẽ có quà để tặng cho tất cả các mẹ ngày Vu Lan hả. Cái gì, một hũ chân gà nhỏ cho Thảo Nhi nè, ai chuyện xin giùm. Rồi đặc biệt Tết Trung Thu thì sẽ có tặng đèn Trung Thu cho các em thiếu nhi, và có bánh Trung Thu nhỏ tặng cho các em nữa. Rất mong quý vị khi mà Tết Trung Thu, nếu mà không có đưa con em mình đi chơi ở đâu xa thì hãy đến với Đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời. Chúng em sẽ có những phần quà hết sức dễ thương để tặng cho các em thiếu nhi vui Tết Trung Thu. Và đêm đó sẽ có những màn hóa trang rất là ấn tượng dành cho quý vị thưởng thức. If we sail a little bit higher.